Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh chuyên ngành tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh. Đó là một hộp quà được gói bởi với hộp quà có nhiều ngôi sao nha, và được thắt một chiếc mưa ở phần đầu. Thì mình bắt đầu tô màu của mình nhé. Mình sẽ tô chiếc dây cuốn nơ này màu, mình sẽ tô màu đỏ đi. Ngôi sao mình sẽ tô màu vàng. Hôm nay mình sẽ tô màu xanh dương cho hộp quà.
Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh, đó là hình ảnh một hộp quà có gói giấy, hộp quà màu xanh và có rất chi là nhiều ngôi sao nha, trông rất chi là đẹp mắt luôn, và có một chiếc nơ màu đỏ. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô vào chỗ bức tranh hộp quà nha. Video của mình đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của mình, đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.